cử Mỹ 2024, ông Trump nhận tin sốc từ cố đúc kết quả thăm dò. Hơn 62 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, đạt mức cao kỷ lục. Iran có nhiều lý do để lo sợ một nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày gần đây, đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris gương mặt đại diện cho Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump. Nhân vật đại diện Đảng Cộng Hòa gần như chiếm trọn thời lượng phát sóng trên các kênh truyền hình và tờ báo của Mỹ, trở thành tâm điểm ở các sự kiện tập trung đông đảo cử tri xứ Cờ Hoa. Bởi họ là hai ứng cử viên chính và tiềm năng nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trong cuộc họp bàn tròn của CNN mới đây, chiến lược gia Đảng Cộng Hòa Margaret Hoover tuyên bố rằng các cuộc thăm dò nội bộ từ bên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho thấy rằng Mặc dù có sự ủng hộ ban đầu khá lớn, nhưng kết quả thăm dò không mấy khả quan của chiến dịch đang khiến họ phải dừng lại. Ông Hoover cho biết, tôi đã nghe những người Cộng hòa nói rằng có mối lo ngại về chiến dịch tranh cử của ông Trump trong số những người điều hành thực sự hiểu biết về năng lực chính trị, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và sự nhiệt tình không đạt đến mức cần thiết. Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gần như ngang ngửa nhau trong các cuộc thăm dò ý kiến tại 7 tiểu bang chiến trường, khi cả hai ứng cử viên đều dẫn trước với khoảng cách không đáng kể nằm trong biên độ sai số của các cuộc thăm dò. Theo các cuộc thăm dò quốc gia, bà Harris duy trì lợi thế khiêm tốn so với ông Trump. Dữ liệu khảo sát mới nhất của The Garden cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump trên toàn nước Mỹ tính tới ngày 30 tháng 10 lần lượt là 47% và 46% và số liệu này vẫn giữ nguyên từ hôm 24 tháng 10. Theo trang phân tích thăm dò FiveThirtyEight ứng viên Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris dẫn trước 1,2 điểm, với 48% cử tri có khả năng ủng hộ bà so với 46,8% bỏ phiếu cho ông Trump. Tính đến ngày 1 tháng 11, FiveThirtyEight cho thấy Phó Tổng thống dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ 1,4 điểm trên toàn quốc, nhưng ông Trump 52% cơ hội thắng cử, trong khi bà Harris thì có 48%. Một loạt các cuộc thăm dò mới đây cho thấy Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump ở các bang bức tường xanh mà nhiều dự báo cho rằng bà cần giành chiến thắng để giành được chức tổng thống. Ba bang chiến trường gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, những nơi được coi là bức tường xanh, án chỉ việc ba bang này ủng hộ nhiệt thành cho Đảng Dân chủ, có tổng cộng 44 phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Pennsylvania là lớn nhất với 19 phiếu bầu, Michigan có 15 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu. Những lợi thế nhỏ mà bà Harris nắm giữ được ghi nhận là nhờ các cử tri độc lập những người dường như đang chuyển hướng lá phiếu về phía bà trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử. Trong khi đó, dự báo của Silver cho thấy ông Trump có 24,4% cơ hội giành chiến thắng ở cả 7 bang trên chiến trường, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Con đường rõ ràng nhất để bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ là bà buộc phải thắng ở cả ba bang bức tường xanh để ngăn ngừa khả năng có kết quả gây sốc ở những bang khác. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút sự ủng hộ từ một liên minh đa dạng. Họ có những lý do cụ thể để bỏ phiếu cho ông hôm 5 tháng 11, giúp ông trở lại Nhà Trắng. Đầu tiên là nhóm cử tri bảo thủ và Đảng Cộng Hòa, chính sách cắt giảm thuế, bảo đảm quân đội mạnh và bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ, khiến ông Trump trở thành ứng cử viên lý tưởng cho những người bảo thủ truyền thống. Thứ hai là cử tri dân túy. Ông được xem là người thách thức giới tinh hoa Washington, cam kết làm sạch đầm lầy, thu hút những ai thất vọng với chính trị truyền thống và cảm thấy bị xa lánh. Tiếp theo là nhóm người lao động. Sự tập trung vào tạo việc làm trong ngành sản xuất và bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ giúp ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri lao động, đặc biệt ở vùng nông thôn. Thứ tư là nhóm tín đồ cơ đốc giáo. Quan điểm bảo vệ tự do tôn giáo và các giá trị gia đình truyền thống khiến ông Trump được yêu thích trong cộng đồng tôn giáo bảo thủ. Thứ năm người theo chủ nghĩa dân tộc, chính sách nhập cư cứng rắn như xây dựng bức tường biên giới, thu hút những người lo ngại về văn hóa và an ninh do nhập cư không kiểm soát. Thứ sáu, người ủng hộ quyền sở hữu súng, cam kết bảo vệ tu trình án thứ hai, giúp ông Trump có được sự ủng hộ từ những người coi trọng quyền sở hữu súng. Thứ bảy, chủ doanh nghiệp nhỏ, các chính sách cắt giảm thuế và quy định của ông Trump tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ, khiến ông trở thành ứng cử viên được yêu thích. Tiếp theo là nhóm cử tri lớn tuổi, những quan điểm về luật pháp và trật tự cùng với việc bảo vệ các giá trị truyền thống hấp dẫn thế hệ lớn tuổi sau nhóm cử tri lớn tuổi là nhóm quân đội và cựu chiến binh lời hứa củng cố quân đội và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh tạo sự ủng hộ từ cộng đồng quân sự và cuối cùng là những người phản đối văn hóa thức tỉnh họ coi ông trump là lực lượng chống lại sự lan rộng của văn hóa thức tỉnh thu hút những ai cảm thấy tự do ngôn luận đang bị đe dọa những lý do này tạo thành một nền tảng vững chắc cho sự ủng hộ dành cho ông trump trong cuộc bầu cử sắp tới trong khi đó Đảng dân chủ cũng đang chuẩn bị một phản ứng tức thì nhằm đối phó với thói quen tuyên bố thắng cử sớm của ông Donald Trump. Ông Trump nói với các phóng viên: "Tôi hy vọng chúng ta có thể tuyên bố chiến thắng sớm." Đồng thời ông cũng bày tỏ nghi ngại về kết quả của một số máy bỏ phiếu. Theo Reuters, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn công bố dựa trên số liệu phân tích phiếu bầu. Kết quả thường được công bố vài ngày sau khi cử tri Mỹ bỏ phiếu xong. Nhưng ông Trump thường tuyên bố chiến thắng sớm. Bà Kamala Harris, đối thủ của ông Donald Trump, nói trong cuộc phỏng vấn của abc news chúng tôi rất không hài lòng khi phải chuẩn bị trước cho kịch bản ông ấy tuyên bố như vậy bà harris nói thêm ông ấy có thói quen thao túng báo chí và cố gắng thao túng sự đồng thuận của người dân mỹ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả các thành viên trong đảng dân chủ bao gồm nhân sự trong chiến dịch của bà harris cho biết họ sẽ phản ứng nhanh chóng qua các kênh truyền thông xã hội và truyền hình kêu gọi cử tri bình tĩnh chờ đợi kết quả chính thức họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp thông tin chính xác ngay khi ông trump tuyên bố chiến thắng gian dối một nhân sự cấp cao giấu tên thuộc chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết họ hoàn toàn mong đợi ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử sớm. Sau hơn 3 tháng tiến hành chiến dịch tranh cử cấp tốc, cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã kết thúc chặng nước rút với kết quả khá cân bằng, hòa nhau trong các cuộc thăm dò cả trên toàn quốc và ở bảy bang xoay chiều. Tuy nhiên, theo tờ Point, có 5 yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đối với bà Harris và ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Một trong năm yếu tố đó là sự phân chia giới tính ở cộng đồng người Mỹ gốc Latin hoặc gốc Phi, vốn đã tồn tại từ thập niên 1980 và dần được mở rộng. Ở các băng chiến địa, ông Trump đang giành thế áp đảo trước bà Harris khi nhận được sự ủng hộ của cử tri Nam giới với khoảng cách từ 12 điểm ở bang Pennsylvania đến 35 điểm ở Bắc Carolina. Ngược lại, bà Harris dẫn đầu với khoảng cách từ 13 điểm bang Georgia đến 25 điểm ở Bắc Carolina khi nhận được sự ủng hộ của cử tri nữ. Phó Tổng thống Kamala Harris thắng thế trước cựu Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri nữ nói chung. Tuy nhiên, bức tường ủng hộ đó vẫn có một lỗ hổng. Ông Trump từng dẫn trước các đối thủ dân chủ một khoảng cách lớn trong nhóm phụ nữ da trắng không có trình độ đại học vào năm 2016 và 2020, dù chật vật thu hút các nhóm phụ nữ khác. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã giành được gần 3 phần 5 số phụ nữ da trắng, tầng lớp lao động trong các cuộc đua năm 2004, 2008 và 2012. Ông Trump còn gây dựng được lợi thế lớn hơn khi thu hút 2 phần 3 trong cả hai cuộc đua năm 2016 và 2020. Theo khảo sát hậu bỏ phiếu do Edison Research thực hiện, nhóm cử tri này nổi lên như một yếu tố quan trọng, thậm chí có khả năng quyết định nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng lần 3 của ông Donald Trump. Rất nhiều người trong số họ không dành thiện cảm cho cựu tổng thống, nhưng cũng thất vọng với chính quyền của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, đặc biệt về vấn đề lạm phát và vấn đề biên giới. Họ tập trung nhiều ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, ba bang từng là bức tường xanh nơi Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử tổng thống từ năm 1992 đến năm 2012. Tuy nhiên, ông Donald Trump từng lật ngược tình thế tại ba bang này vào năm 2016. Sau đó, Tổng thống Joe Biden giành lại chúng trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhóm phụ nữ da trắng lao động chân tay là một khối đủ lớn để ngay cả những thay đổi nhỏ trong lựa chọn hay tỷ lệ đi bầu của họ cũng có thể dễ dàng làm thay đổi kết quả cuối cùng. Bài phát biểu của ông Trump trong cuộc vận động tranh cử gần đây ở Wisconsin mang đến cái nhìn rõ nhất về cách ông theo đuổi những cử tri này. Khi đề cập tới những người di cư không có giấy tờ, ông nói: "Họ sẽ đột nhập vào bếp của bạn." Ông Trump không nói những người nhập cư sẽ đi qua cửa trước hay vào phòng khách. Ông nhấn mạnh cụ thể rằng họ sẽ đi vào bếp, nơi mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là trong các hộ gia đình thuộc tầng lớp lao động, có thể dễ dàng hình dung ra cảnh họ đơn độc và dễ bị tổn thương như thế nào. Đây chỉ là một trong những loạt thông điệp từ ông Donald Trump và các đồng minh của ông nhằm đồng loạt khơi dậy về nỗi sợ về những người nhập cư không giấy tờ. Mô tả bà Harris là người quá yếu đuối để bảo vệ mọi người khỏi tội phạm, đồng thời nhấn mạnh chỉ có ông mới có đủ khả năng làm điều đó. Ông Jackie Payne, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành nhóm nghiên cứu galvanis action thừa nhận những lời cảnh báo từ ông trump đã gây được chú ý với phụ nữ da trắng thuộc tầng lớp lao động đặc biệt là người lớn tuổi nhưng đồng thời theo ông pene đối với nhiều phụ nữ trong nhóm này mức độ quyết liệt và dữ dội trong lời lẽ công kích của cựu tổng thống đối với người nhập cư lại đang khơi dậy nỗi lo rằng ông trump quá gây chia rẽ dẫn đến bất ổn và hỗn loạn ông pene cho biết ông trump đang đặt cược rằng những cử tri lo sợ về sự an toàn của họ sẽ bị thuyết phục bởi những thông điệp cứng rắn từ ông. Song cũng có những cử tri sẽ cảm thấy khó chịu trước cách ông ấy nói về những người khác. Nhiều phụ nữ lao động da trắng đều cho rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời ông Donald Trump tốt đồng thời ông Biden. Cuộc khảo sát toàn quốc công bố hồi đầu tháng 10 của New York Times, CNA cũng công bố nhận định trên. Trong số những phụ nữ da trắng không có bằng đại học, 54% nói rằng các chính sách của ông Trump đưa ra giúp ích cho họ về mặt cá nhân trong khi 53% nói các chính sách của ông Biden gây tổn hại cho họ. Mặt khác, phụ nữ da trắng lao động chân tay còn có nhiều khả năng coi cựu Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người có thể đưa ra đánh giá tốt trong cuộc khủng hoảng hơn Phó Tổng thống Kamala Harris, theo kết quả khảo sát của Gallup hồi tháng 10. Tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã bỏ phiếu sớm, chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu năm 2020. Tại bang Georgia, hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký, đánh dấu mức cao kỷ lục. Dự báo có tới 70% cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử này. Một số bang dao động khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Quan chức phụ trách bầu cử tại Georgia, Brad Raffensperger, dự đoán có khoảng 70% người dân Georgia sẽ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử năm nay. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu sớm tổng thống sắp mãn nhiệm joe biden và cựu tổng thống barack obama cũng đã đi thực hiện quyền công dân của mình. trước đó, cựu tổng thống donald trump, ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa, đã tỏ ra hoài nghi về tính công bằng của việc bỏ phiếu sớm, nhưng hiện tại ông đã chấp nhận phương thức này. ông trump cũng khuyến khích những người ủng hộ mình đi bỏ phiếu bất cứ khi nào họ muốn. tiến sĩ michael madono, một nhà khoa học chính trị tại đại học florida cho biết. Số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các ứng cử viên tổng thống tập trung hơn vào các nỗ lực vận động cử tri ngay khi ngày bầu cử đang đến gần kề. Trong khi đó, ông Julian Zezer, giáo sư đại học Princeton, cho biết sau năm 2020, các bang thực sự đã tăng cường và cải thiện quy trình bầu phiếu sớm. Còn nhà khoa học chính trị Michael McDonald tại Đại học Florida nhận định, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các chiến dịch tranh cử tập trung nỗ lực nước rút khi ngày bầu cử 1 năm tháng 11 đang đến gần. Theo dữ liệu khảo sát tại 6 bang gồm Colorado, Georgia, Idaho, Michigan, Bắc Carolina và Virginia, cử tri nữ chiếm khoảng 55% số phiếu bầu cử sớm và cử tri nam chiếm 45%. Đảng Dân Chủ hy vọng điều này sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang dẫn trước đáng kể so với ông Trump trong nhóm cử tri nữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa lại cho biết, các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ ông Trump bỏ phiếu sớm tại cuộc vận động tranh cử vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng hòa đã lập kỷ lục với số lượng cử tri bỏ phiếu sớm. Hiện tại, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa đang bám đuổi sát nút, kể cả ở bảy bang chiến địa có khả năng quyết định số phiếu bầu trên cả nước. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris vẫn đang trong một cuộc đua cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iran và các đồng minh khu vực ở Liban, Iraq và Yemen lo ngại nếu ông Trump có thể giành chiến thắng trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Điều đó có thể gây ra nhiều rắc rối hơn cho họ. Theo các quan chức Iran, Ả Rập và phương Tây, mối lo ngại chính của Iran là khả năng ông Trump trao quyền cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran tiến hành các vụ ám sát có chủ đích và tái áp dụng chính sách gây sức ép tối đa thông qua các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Họ dự đoán ứng viên Trump, người từng là Tổng thống trong nhiệm kỳ 2017-2021, sẽ gây sức ép tối đa lên lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, để nước này nhượng bộ bằng cách chấp nhận một thỏa thuận kiêm chế hạt nhân theo các điều khoản do Mỹ và Israel đặt ra. Bên cạnh đó, sự thay đổi tiềm tàng trong giới lãnh đạo Mỹ cũng có thể có những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông và có thể định hình lại chính sách đối ngoại và triển vọng kinh tế của Iran. Các nhà phân tích lập luận bất kể chính quyền Mỹ tiếp theo do bà Harris hay ông Trump lãnh đạo, Iran sẽ không còn đòn bẩy mà họ từng nắm giữ. Phần lớn là do hoạt động quân sự kéo dài một năm của Israel làm suy yếu các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Hamas ở Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, lập trường của ông Trump được đánh giá là mối đe dọa đối với Iran do ứng viên này công khai ủng hộ Israel. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra sau bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức Iran khác thừa nhận chiến thắng của ông Trump sẽ là một cơn ác mộng. Iran còn có thêm một lý do khác để lo sợ một nhiệm kỳ tổng thống Trump. Năm 2018, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump là người đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới và ra lệnh giết Qasem Soleimani, cánh tay phải của lãnh tụ Iran Khamenei. Ông Trump cũng áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào các doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và các giao dịch ngân hàng quốc tế của Iran, dẫn đến khó khăn kinh tế cực độ và làm trầm trọng thêm sự bất bình của công chúng tại quốc gia hồi giáo này. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump thường xuyên nói rằng chính sách không thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Tổng thống Joe Biden đã làm suy yếu Washington và tiếp thêm sức mạnh cho Tehran, cho phép nước này bán dầu, tích lũy tiền mặt và mở rộng các hoạt động hạt nhân cũng như ảnh hưởng của mình. Vào tháng 3, ông đã trả lời phỏng vấn tờ Hay của Israel rằng Iran có thể có vũ khí hạt nhân trong vòng 35 ngày và Israel đang ở trong khu vực rất nguy hiểm.